phủ vừa ban hành nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Nghị quyết đề ra mục tiêu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản, trong đó tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự thủ tục, cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là liên quan đến đầu tư đất đai, xây dựng, đấu giá, tháo gỡ khó khăn về các nguồn vốn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư, khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Để hỗ trợ nguồn vốn cho phát triển nhà ở xã hội, Chính phủ quyết định triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12% nhu cầu vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân giai đoạn 2021-2030 để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5 đến 2% so với lãi suất cho vay trung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước, bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể. Chiều ngày 11 tháng 3, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân kiểm tra các cửa hàng, điểm kinh doanh hàng hóa trên địa bàn thành phố Thủ Đức và các quận 1, 3, 7, 12, Phú Nhuận. Tại các nơi kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện tạm giữ hàng ngàn mặt hàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Rolex. Người bán hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cũng kiểm tra một số cửa hàng bán rượu, sữa nhập khẩu trên đường Nguyễn Thông, quận 3, Trần Hưng Đạo, quận 1. Chủ cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Theo thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải, 50 cán bộ chiến sĩ do Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tham gia hỗ trợ đã được phân công về các trung tâm đăng kiểm. Trong đó, thành phố Hà Nội nhận 30 người và thành phố Hồ Chí Minh nhận 20 người. Các cán bộ chiến sĩ đã làm việc trực tiếp tại các dây chuyền kiểm định ngay từ ngày 11 tháng 3. Trong quy trình đăng kiểm, các phương tiện dân sự có 5 công đoạn chính. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật, nghiệp vụ để việc thực hiện quy trình nhanh chóng đầy đủ nhất. Trong ngày 11 tháng 3, Cục Cảnh sát Giao thông tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ về công tác kiểm định an toàn, kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu. Cục Cảnh sát Giao thông cũng phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam thống nhất 37 công đoạn đăng kiểm nhằm phục vụ tốt nhất cho người đi đăng kiểm xe cơ giới. Lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã có kiến nghị Chính phủ, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải sớm bỏ kiểm định lần đầu đối với xe nhập khẩu và sản xuất trong nước. Ngày 11 tháng 3, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, tại Hà Nội đã có thêm trung tâm đăng kiểm 2905V, quận Long Biên, mở cửa trở lại sau thời gian bị tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra. Đến thời điểm hiện tại, Hà Nội có 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động. Trong đó 7 trung tâm đăng kiểm từng bị đóng cửa phục vụ điều tra, chỉ có 2 nơi chưa từng bị đóng cửa. Cục Đăng kiểm Việt Nam đang khẩn trương sắp xếp nhân sự, hiệu chuẩn máy móc thiết bị để trong tuần tới tiếp tục khôi phục thêm hoạt động của các trung tâm đăng kiểm khác ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu giải quyết ngay tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong tháng 3. Theo thông tin từ Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, mới đây, đại diện các hãng hàng không đã thêm một lần nữa bày tỏ quan điểm và kiến nghị bỏ giá trần vé máy bay nội địa đối với những đường bay có từ 3 hãng khai thác trở lên. Lý do bỏ giá trần được các hãng đưa ra là đảm bảo đa dạng chính sách giá để cung ứng sản phẩm chất lượng tốt nhất đến khách hàng. Nhìn từ góc độ doanh nghiệp thì đề xuất trên của các hãng không phải không có lý khi cho rằng giá vé máy bay cần để cho thị trường quyết định dựa trên nền kinh tế thị trường. Việc áp dụng giá trần vé máy bay đã tước đi cơ hội tăng doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn cao điểm để bù đắp cho giai đoạn thấp điểm. Một số chuyên gia kinh tế cũng đồng tình quan điểm này khi quan sát thấy trên thế giới hầu như không có quốc gia nào còn quản lý vé bay bằng giá trần, ví dụ như Thái Lan, Indonesia. Riêng Trung Quốc thì nhà nước phê duyệt giá vé máy bay, không có hàng không giá rẻ nên không có giá trần. Các chuyên gia cho rằng sớm hay muộn cũng nên bỏ giá trần. Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ người dân,
câu chuyện bỏ giá trần là rất đáng lo ngại. Giá cao nhưng người có nhu cầu cũng không mua được. Vậy nếu bỏ giá trần, giá vé sẽ vút lên bao nhiêu? Người dân lao động sẽ phải dành dụm ra sao để đủ tiền mua vé máy bay về quê ăn Tết sau cả năm tha hương? Vẫn biết giá cả dịch vụ hàng không khác giá cả hàng hóa thông thường, cấu trúc giá vé phức tạp hơn rất nhiều khi phụ thuộc vào giá nguyên nhiên liệu, thuê máy bay, nhân lực, biến động tỷ giá. Vẫn biết các doanh nghiệp hàng không đang đối diện nhiều khó khăn, thậm chí là nguy cơ phá sản. Nhưng các cơ quan quản lý cần phải rất cân nhắc trước vấn đề hệ trọng này. Silicon Valley Bank, một trong những ngân hàng lớn nhất thung lũng Silicon và lớn thứ 16 ở Mỹ, tài sản khoảng 209 tỷ đô la Mỹ đã tuyên bố phá sản. Silicon Valley Bank sụp đổ sau khi khách hàng đổ xô tới rút tiền trong tuần này do lo lắng về tình trạng tài chính của ngân hàng. Đây là vụ sụp đổ ngân hàng thương mại lớn thứ nhì trong lịch sử Mỹ, sau vụ ngân hàng Washington Mutual sụp đổ năm 2008 vào thời kỳ khủng hoảng tài chính. Giới chức điều hành ngân hàng bang California ngay lập tức đóng cửa Silicon Valley Bank và chỉ định cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang là nơi nhận tiền bán các tài sản của Silicon Valley Bank sau này. Do sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, các chỉ số chứng khoán chính ở Wall Street như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Composite bốc hơi từ 1,3% đến 1,8%. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng khép phiên giao dịch trong xu hướng giảm điểm mạnh, như FTSE 100 của Anh mất 1,7%, chỉ số CAC 40 của Pháp và chỉ số DAX của Đức cùng giảm 1,3%. Còn tại thị trường châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lao dốc 1,7%, chỉ số Composite Thượng Hải giảm 1,4%, chỉ số Hang Seng Hồng Kông mất 3%. Theo hãng tin Reuters ngày 11 tháng 3, Bloomberg News đưa tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed và Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang nước này đang cân nhắc việc thành lập một quỹ cho phép các cơ quan quản lý hỗ trợ thêm tiền gửi tại các ngân hàng đang gặp khó khăn sau sự sụp đổ của ngân hàng thung lũng Silicon. Theo Bloomberg, các nhà quản lý đã thảo luận về phương tiện đặc biệt mới này trong những hội nghị với các giám đốc điều hành ngân hàng và hy vọng biện pháp như trên sẽ trấn an người gửi tiền và giúp ngăn chặn bất kỳ sự hoảng loạn nào trên thị trường. Đây là một phần trong kế hoạch dự phòng của Fed khi sự hoang mang đang lan rộng về tình trạng của nhóm ngân hàng tập trung vào cộng đồng đầu tư mạo hiểm và khởi nghiệp. Sau một thời gian dài đau yếu bệnh tật, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan đã trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 6 giờ sáng ngày 11 tháng 3 năm 2023, theo giờ California, Mỹ, hưởng thọ 82 tuổi. Nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan tên thật Dương Công Thuấn, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1941 tại làng Bình Tiên, quận Châu Thành, tỉnh Sa Đéc, nay là Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là người chơi đàn cho đoàn cải lương Tam Phụng. Chính vì thế từ nhỏ ông đã theo đoàn hát và có cơ duyên học nghề sớm. Năm 12 tuổi, Diệp Lan chính thức bước lên sân khấu trong vở Lắp Sông Danh của đoàn cải lương Kim Thoa. Sau đó ông tham gia nhiều đoàn cải lương khác nhưng chỉ là kép phụ. Năm 1962, ông gia nhập đoàn Kim Chưởng, được soạn giả Thu An giao cho đóng vai ông già 70 tuổi, người cha trong vở Người Anh Khác Mẹ. Đó cũng là vai diễn ghi dấu ấn trong cuộc đời nghệ thuật của ông với giải thưởng Thanh Tâm năm 1963. Năm 1993, ông được trao danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2000, ông vinh dự đón nhận huy chương vì sự nghiệp sân khấu. Năm 2003, ông được trao danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Trong 50 năm theo đuổi nghệ thuật, bên cạnh hoạt động biểu diễn ở lĩnh vực cải lương, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan còn tham gia hoạt động trên sân khấu kịch nói, điện ảnh, đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật, đạo diễn. Ông từng là thành viên ban chấp hành Hội Nghệ sĩ Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 20 năm.